Sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng con máy keo nhiệt G65. G65 chứ không phải G63 Mercedes nha. Chế độ giấy mỏng nè, giấy vừa nè, giấy dày nè. Chế độ tự động, bằng tay nè, tự động nè. Này là tắt, mở, phay gáy. Còn cái này là quay keo. Này là nhiệt, với lại giữ nhiệt. Thường thường cái kép này là không có xài. Xài cái này cho em. Còn này là xét nhiệt độ keo nè. Em đang là để nhiệt độ là 150. Cái này là thời gian kẹp. Còn cái này là lực kẹp. Cái này là chế độ nè, tốc độ. Những cái này thì rất là dễ. Giới thiệu mọi người hai cái bộ phận này là điều chỉnh gáy vuông tròn. Con này cái tốc độ đóng của nó khá là nhanh, cực kỳ nhanh. Sau đây em sẽ test một cái cuốn giấy dày luôn. Một cuốn giấy dày. Học nó khá dày nha. Nhưng mà thường thường cái cuốn sách dày á là ít ai cũng đóng keo lắm, thường thường mọi người sẽ sử dụng là may chỉ rồi đóng keo. Đây, ghế rất là vuông. Rồi, quay vô đây. Ở đây mình sẽ điều chỉnh gáy vuông tròn, vặn ngược chiều kim đồng hồ sẽ là gáy tròn, và điều chỉnh cái này con vặn ngược chiều lại là sẽ là gáy vuông. Thì khi mà mình vặn cái này, mình điều chỉnh cái núm này và cái kim này sẽ điều chỉnh được này. Này nói chung là mình canh khi nào mà mình cảm thấy đóng cuốn sách ok là được. Còn hiện tại bây giờ canh như thế này là em test như vậy là chọn. Còn đây hiện tại bây giờ cái chế độ để test đây, test luôn đây. Khi mọi người những cái con máy nó mình test cái chức năng của nó nè, chạy nè, chạy qua trái nè, quay lên trên nè. Chạy lui nè. Rồi còn lại những cái chức năng là khi mà mình nhấn giữ vô đó là nó sẽ test full chức năng cho mình. Thôi vậy được rồi.